ใจจะลืมได Yep, you are.หนักกิ้งขุกด้วย
Hi. Eli. Đau quá. Ủa sao rồi? Hộ em ơi. Em đau quá em không dậy được. Từ từ để anh lấy vợ em mang ra đây. Lấy nhiều thế. Ôi, có một gùi thôi mà anh. Lấy bao nhiêu này thì cả rau nữa này chết à. Đậu. Đâu đâu? Đậu chân. Rồi chân nào. Ôi ôi. Đau quá. Cái chân đau thật không biết làm sao không. Ôi nó chạch khớp rồi. Ôi dồi. Dím nha, cố chịu nha. Vâng. Cố chịu đấy. Vâng. Thẳng cái đầu gối ra. Rồi đấy. Cố chịu nha. Vâng. Lòng thả lòng nhá. Vâng. Ai! Ai đau? Ai ui. Được rồi, vào. Cái này có khi không ấy được rồi, em phải cố định bằng cái gì thôi. Đau quá. Đi ủng này không được rồi. Đau quá. Nhà em có sao không? Nhà em ở bên đồi bên kia anh ạ. Thế em ở mình à? Em ở với hai đứa bé. Thế bây giờ từ nhà để anh xem có cái lẹp hay cái gì không để anh mình lẹp nó vào đã. Thế tí nữa thì có khi anh lại phải đưa hộ về giờ. Chắc không cần đẹp này, em thấy đỡ đỡ rồi. Được không? Wow, em thấy đỡ đỡ rồi. Để em nghỉ một tí xem nó có đi được không. Thôi em đi thử ủng xem nào có đi được không. Ui, thôi để anh hộ. Em đỡ rồi anh. Ờ, để anh hộ con. Lấy nhiều cái này. Lấy nhiều không lấy nó cũng già anh ạ. Lấy ít con không bó lấy. Nhưng mà lấy nhiều quá là nó nặng. Đã bỏ đi thì đã đi thì bó lấy luôn. Vâng. Anh hộ em lên vai. Vâng. Ấy da. Ôi dồi, anh nức mạnh lên hộ em ạ. Ôi dồi. Được không? Ôi dồi, vừa nặng vừa đau, chắc em không đi nổi đâu anh ạ. Ôi thôi 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 thôi. Ôi dồi. Để đây. Ôi dồi, đau, vẫn đau lắm, không đi nổi đâu, đi không thì chắc đi được. Nịu không đi được, nặng lắm. Nặng quá. Thôi như này. Bây giờ em đi được thì thôi để anh hộ. Nhà em gần đây thôi gì? Nhà em bên đồi bên này ạ. Ờ thế thì anh để anh cõng anh gùi về cho. Vâng. Thế anh hộ em với ạ. Ờ. Vâng. Mang lấy về làm gì đấy? Em mang về luộc mà anh. Luộc á? Luộc thì ăn hết sao được? Ăn hết thì bán đi anh. Ờ. Vâng. Nhưng mà chân đỡ rồi gì? Chân em đỡ rồi anh ạ, nhưng mà không điệu cái này không đi được, đau lắm. Thế để anh thấy cho. Vâng. Thế thì anh đưa con dao cái mũ đây để em cầm cho. Thế thì gọi em cứ cầm con dao cái mũ anh đội được mà. Đây là đây em cầm này. Kéo đấy nó mà chạch nữa là không đi được đâu. Cái khớp này nó bị nâu lắm. Đi cẩn thận nhé, chỗ này sơn đấy. Đi em đi.
từ từ thôi. Kéo gã đấy. Vâng. Đen thật tự nhiên lại bị ngã thế này. Đây. Đi cẩn thận vào. Chỗ đấy từ đợi anh, đợi anh. Từ từ nhá, chỗ này có cái bậc nào. Từ nhá. Từ chỗ này có cái bậc đấy, để anh đấy. Đi từ từ thôi. Rồi, cháu lại trượt lên đấy. Được rồi, được rồi, bỏ em đi rồi. Nhà em ở đâu? Đây, nhà em ở trên này rồi anh ạ. Nhà em ở trên này rồi. Nhưng mà phải đi đường vòng bên kia mới sang được anh ạ. Chỗ này không có đường lên. À, vâng. Anh hộ em tí ạ. À. Vâng. Nhà em bên này à? Vâng. Lắm đấy. Vâng. Lá chít, lá che gì đây nữa. May gặp anh cô à, em cũng biết đường nào về nữa. Ôi, có gì đâu. Thôi đặt đi cho đặt. Em. Thôi đặt đi. Đây em xin anh nhá. À, hai đứa bé đâu? Hai đứa nhà em chắc nó đi chơi chưa về, anh sáng nay em đi gửi chắc giờ chưa về. Tí nữa em mới đi đón này. À, thế à? Thế nhà này là em mượn à? Hay là em nhà em? Nhà em mượn em bác ạ. Nhà này em mượn thôi. Sống này vất vả đấy nhỉ. Vất vả đi làm nào ba. Thôi được rồi, cứ chịu khó ấy thôi, chứ còn có gì thì lúc nào anh sang anh xem. Vâng, vâng. Xem cuộc sống như nào. Vâng, vâng. Thế là hôm nay là một luộc măng mang đi bán hay gì? Vâng. Bây giờ thì tí nữa bọn em mới bóc được anh ạ. Vâng. Thôi thì anh không lên nhà nữa. Vâng, anh lên nhà ông nước ra. Vâng. Ừ, anh về nhé. Nước của em mà đang cạn, chưa đi tìm nước được về đây. À. Vâng ạ. Em chào anh. À. Vâng. Quên mai phải đi lấy về cho em nhá, không em không có dép đi đây nè. Đi rồi đến nhà rồi. Ở đây chơi mình bốc nhá. Mẹ đi bốc mang luộc nhá. Thank you.
Vui không? Thích không? Ngồi đu thích không? Thích à? Cười nào? Cười to. Em cười to hì hì nào. Ha ha. Em ngồi lùi vào tí nha. Chờ mẹ tí. Kẹo cứ cầm đây chờ mẹ. Cẩn thận ngã em nhé, lùi em vào đi. Em lùi vào đi à, ngã bây giờ như thế này mẹ lên bây giờ rồi. Thank you.
với nhá. Sủa to thế. Đúng quá. Anh ngu. Ở đây chơi một mình đi. Để mẹ làm một tí nhé này. Cầm 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 cái này cho mẹ nhé. Sao đấy, bảo đấy chơi ngoan mà.
họ nhá. Mày lấy măng cho họ đã nhá, tí mẹ về. Ở nhà mấy anh không khóc, tí mẹ về, tí mẹ mua lên cho nhá. Ở nhà ngoan. Thank you.